Tình ra Ngọc Phước nói cũng có lý đó. Trong vòng 30 giây, hãy kể tên 10 loại quả chỉ có một hạt. Thời gian bắt đầu. Chôm chôm, nhãn, xoài, chôm chôm, xoài, cốc, đào, nhãn, táo xanh, đào, nhãn, bẩn Hà Nội, bẩn Hà Nội, sương, bẩn Hà Nội, cái gì mấy bảy trái à, ba trái nữa. Tàu riêng. Không tàu riêng ba mươi không. Một muối một hạt à. Cái gì ta, cái gì ta? Đón xem chương trình vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh Cà Sơ TV.